cần thủ của tao này may mắn nhất năm rồi. Ui rồi ôi, được rồi. Ui dã man nhỉ. Ui dã man được bác ơi. Chân tay run thế. Chân tay run này. Ôi bác ơi. Ôi con này khéo chục cân thật đấy. Vừa nhìn nó bé bé của bảy, con này khả năng chục cân anh em ạ. Tay của em. Tay phải so một cái đuôi. Để tay cũng phải tay so một cái đuôi các bác. Dã man chưa. Vâng, hello và xin chào 500 anh em đã quay trở lại với Phương Thảo Fishing nhé. Và hôm nay là một video mà em nghĩ là tất cả anh em ở trong kênh đều mong chờ. Đó là các bác bảo em làm lại bài mồi ủ chua, làm từ đầu đến đuôi. Thì video đấy em có làm cái này hơn 2 năm rồi. Cái thời điểm đấy thì kênh của em ấy thì có hơn 1.000 người đăng ký thôi. Nhưng đến bây giờ thì kênh lên tới 55.000 người rồi. Đấy, lượng người theo dõi cũng rất là đông rồi. Và nhiều bác cũng chưa biết được cái cách mình ủ như thế nào ấy. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho các bác lại đầu đuôi nhé, từ đầu đến cuối. Mà ngắn gọn nhất, dễ làm nhất để cho anh em có thể hiểu được. Thì bài mồi này thì em khẳng định với các bác là nếu mà đánh nước ngọt thì nó là vô đối và là số 1. Là số 1 các bạn, trừ hương liệu các bác nhá. Hương liệu thì hầu như cái loại đấy người ta đánh dịch vụ thì bài mồi này không thể ăn được nó. Nhưng mà hương liệu ấy thì nó cái nhược điểm rất lớn là một thời gian sau cá toàn chết đấy. Nên ăn thủng hết cả người bên trong ra. Đấy. Còn để anh em mình đi câu tự nhiên quá nhá. Câu nước ngọt đánh tự nhiên thì nói là cái mồi của chua này không phải riêng em câu được đâu các bạn, mà tất cả anh em ở trong nhóm group nên cá rất là nhiều luôn. Đó. Nó toàn đánh tự nhiên các bác nhá. Chứ không phải một mình em đánh đâu, mà tất cả anh em trong nhóm Phương Thảo Fishing. Anh em nào mới vào chưa biết nhóm thì các bác cứ lên Facebook các bác gõ Phương Thảo Fishing là ra. Đó thì nên đó anh em ta báo cáo liên tục luôn. Đấy, và đây sẽ là nguyên liệu chính của nó các bác này. Ngô các bác nhá. Đây là ngô xay nhuyễn, các bác có ngô hạt thì cũng được, cứ về xay nhỏ, xay càng nhỏ càng tốt, nấu càng nhanh chín. Thứ hai là cắm gà. Đó, ngô với cắm gà. Hoặc là các bác lấy cắm chim đều được, nó như nhau, cái này nó chỉ là phụ gia tạo độ dẻo. Còn đâu mùi chua chính sẽ là phải là ngô. Đấy. Có cái bài mồi này thì anh em có đi câu rất là tin tưởng nhá, đi câu rất là cảm giác rất là an tâm, nên cá đều luôn. Các bác quên cái việc phải đào run đi. Cách đây khoảng 2 năm trước em suốt ngày đào run. Câu nó vừa bẩn này, vừa tanh này, hay đi đào run rất là mệt các bác ạ. Bây giờ đường xá nó toàn bê tông rồi, mình đi đào không có được run mấy đâu. Đấy, cuốc hết hơi khoảng tiếng hồ mới được mấy con run lay câu. Mà không ăn thua, không được câu được cá to, toàn rô phi con này. Đó. Nó đánh cái bài mồi này thì các bác đánh thì nó nói thật là rô phi chấm trôi chép gần như tất là nó lên hết. Đó. Tùy vào với tập tính con cá nó ăn, với lại mình phối mồi sao cho phù hợp mấy cái loại mồi này thì đảm bảo các bác là đi câu phê nòi luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nhé. Đó thì nguyên liệu của chúng ta nhé, nguyên liệu chúng ta sẽ là 50% cắm ngô, 50% cắm gà, cắm trứng, cắm chim đều được. Cho vào nấu chín lên các bác nhé. Rồi, bắt đầu tiến hành nào. Trước tiên em bật bếp sôi ạ. Rồi, lâu lâu phan sơn này. Rồi, lâu không dùng bếp định quên đấy. Nấu cái này anh em để ý là lúc đầu mình cho nước lên sôi thì có thể là mình cho nó nhiệt độ cao được, nhưng mà khi nó sôi rồi ấy, anh em phải nhớ chú ý là đảo cho nhiệt độ thấp xuống rồi, thôi đảo đều chín đều mới ok được nhé. Rồi đây bắt đầu sẽ đong. Bình thường thì em nấu nhiều thì em cân sẵn rồi các bạn, em cân hẳn 1 cân thì em cứ nhào đây luôn. Còn đây là làm cho anh em cái ví dụ cho anh em, nên là em làm nó cho anh em biết cái cách thì em làm sẽ chuẩn hơn, làm sẽ đong. Đấy, cứ một cái này một cái kia. Cái này kể anh em cứ đun từ lúc nước chưa sôi nhé. Còn nước thì nói chung là cũng như mình nấu cơm ấy các bạn, mình nấu mình tự căn thôi. Cảm giác nấu đến bao nhiêu thì nó đạt dẻo và đạt được độ chín của nguyên liệu của mình là ok. Đó. Này em đang là 1 lít nước các bạn, 1 lít nước thì em sẽ cho 3 muỗng này. 3 muỗng nọ, 3 muỗng kia. Còn nếu mà tí em cho nó khô quá thì mình có thể tiêm nước thêm. Đều được. Đấy, cứ 3 muỗng nọ, 3 muỗng kia các bạn. Rồi, ok. Đó, rồi bây giờ chúng ta cứ đảo đều luôn. Hôm nay em cho nấu hơi nhiều anh em ạ.
Mồi này anh em đi đánh thì nó là quá là nhạy luôn. Rồi cứ đợi cho nó ngấm bớt đã. Rồi giờ cứ đảo đảo đều tới khi nó chín anh em ạ. Cái này thực ra nấu thì nó rất là kỳ công, nguyên liệu nó rất đơn giản. Nấu nó rất là kỳ công thì thành ra là nhiều bác vừa có đặt mua để em bán ấy, thì em làm thật sự các bác là làm rất là mệt, nên là chưa có thời gian để làm bán với số lượng nhiều cho anh em. Đó. Còn cái này nhiều anh em thích lắm. Bao nhiêu anh em ở trong nhóm cứ hỏi mua liên tục mà không có thời gian làm để bán các bác. Cứ đảo đều quá nhá, cho nhỏ lửa đấy nhá. Các bác nhớ chú ý là đảo này cho nhỏ lửa thôi. Không là nó cháy nó khê là hỏng đấy. Cứ tăng tăng thôi không? Đấy, cái này anh em mà cố gắng chịu khó là đảo liên tục cho nó đều nhé, nó chín đều. Mình làm một mẻ thế này thì mình có thật với các bác nào có thể câu đến một tháng. Nói chung là anh em đánh đại phải tháng hơn tháng ấy, phải hết mồi đấy là đi liên tục. Còn như em đánh nục thì mẻ này cũng được 3 4 buổi đi. Đấy là em đánh ổ đánh nhiều, đó là xem mà cứ kiểu như đánh bó mồi biết nó không mất bao nhiêu mồi ạ. Nguyên liệu cực kỳ rẻ tiền luôn. Em thì nói chung là dân câu, thành ra là có cái bài mồi hay toàn chia sẻ anh em. Ở đây đúng là gọi là bài mồi thần thánh các bạn. Thần thánh luôn đấy. Cá nào cũng lên. Không 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 cứ là phải cá nào ạ. Quan trọng là mình biết phối mồi một tí nữa rất là ok. Là dân câu nên là biết cái cảnh anh em đi mua mồi rất là tốn tiền. Mồi mua tốn tiền chưa chắc nó đã ăn thua đâu. Em mua trước trước khi em đến vào cái ổ chua này em câu D1 D3 cuối các kiểu mà không ăn thua các bạn. Nói chung là không ăn thua. Mà tốn rất là nhiều tiền luôn. Nên là sau này phát triển ở bài mồi nên em đánh thì cảm giác nó mình đi câu nhất là nó tự tin, cái thứ hai là nó không phải lo nghĩ nhiều về cái tiền mồi. Mà mồi lúc nào mình có sẵn luôn. Ở trong hũ nào cũng có thì tháo ra cái là ok là đi ngay, không phải lo nghĩ cái việc là tí về phải đào giun ở đâu này, tiền đâu đi mua mồi này. Đó, đấy là cái ưu điểm lớn nhất của cái bài mồi này. Và cá thì lại cực kỳ là nhạy luôn, hầu như là loại nào cũng lên hết, và nó được chứng minh qua rất nhiều anh em câu đời, không phải mỗi mình em nhé. Đấy, các bác cứ lên nhóm Facebook Phương Thảo Fishing sinh mà xem, anh em lên cá rất là đều luôn. Quá. Đấy, bắt đầu chín rẻo lên anh em này. Đó, cứ đảo đều đều đi. Đó, các bạn nhìn là chín rất là nhanh, rất là dẻo luôn. Anh em đừng cho nhiều nước nhé, các bác cho nhiều nước nó bị nhão này, nó nhão mấy thứ hai là nó rất là lâu lâu chín lâu khô đấy. Đây em đun này các bác nhìn nhé, có khoảng này ông đun khoảng hơn chắc là khoảng 4 phút, tầm 4 phút rồi. Này gần như chín dẻo quá. Cứng bắt đầu mồi cứng đông cứng. Nhiều bác thấy kia em thấy bảo ngoáy 3 40 phút em ngoáy chỉ cần đét khoảng 5 phút là ok. Như này là gần ok này anh em này. Không thể trái được. Đấy, gần như là ok các bạn. Mất chưa đầy 5 phút không? Cái này em chưa đầy 5 phút như thế này là đã là gần như đạt đấy. Nhiệt thì bếp từ đây em đang để 1.300. Gần như đạt luôn này này. Coi nhìn cái lớp bên dưới của nó đã dẻo luôn. Đấy, coi nhìn cảm giác dẻo này. Ôi, nó bỏng quá. Rồi, lấy ra này. Để lấy ra qua xem. Rồi, lấy ra qua xem này, chín cảm giác dẻo anh em ơi. Anh em đừng cho nhiều nước nhé. Đấy, như thế này là dẻo không tính tay. Ui, bỏng quá. Không tính tay này là gần như đạt này. Mất chưa đầy 5 phút đâu các bạn. Đấy. Nấu nhanh chín, các bác cho nhiều nước này quái lâu nó nhão. Đấy, vừa nước thôi. Wow. Đó. Rồi, như này là ok nhỉ. Chính xác là em đun một mẻ một lít nước với lại chắc là nửa cân cắm vừa đấy, chắc khoảng nửa cân cắm gà mấy nửa cân cắm ngô, gọi là hai cái là một cân đi, thì là mất khoảng 5 phút là phải ok đó. Chứ còn đâu mà nấu công nghiệp, nói chung là nấu công nghiệp có thể nấu nồi to thì mình nấu nó nhưng số lượng nhiều, còn đây thì đối với cái chảo thì em chỉ nấu tầm này thôi.
Không, cái này nó rơi chắc phải hơn 2 cân mồi các bạn, không đong đong kia mình không không thể ướt nữa. Ba cái múc đấy chắc phải rơi cả tất cả là hơn 2 cân mồi đấy. Đó, ok. Rồi, như này là ok anh em, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu là cho vào hũ ủ các bác nhá. Rồi, này. Chất lượng mồi khi chuẩn bị cho vào hũ ủ thì anh em nhìn này, đấy, nó phải mềm dẻo chín đều. Này mới là ok nhá. Rồi, cho vào hũ ủ các bác ơi. Hũ này thì anh em lấy hũ nhựa thì cái loại nào cũng được, cứ miễn làm sao mà để cho mồi nó kín, nó không bị hở đấy. Không khí nó không lọt vào được là ok. Rất là thơm luôn. Anh em nấu chín cảm giác nó đóng bánh luôn đấy. Rồi, ok, đấy là cũng được nở thùng anh em ạ, một chảo nở thùng. Bình thường thì em cứ nấu hai chảo mà được một cái thùng này câu chỗ là tháng mới hết được. Nên thà gọi đi câu nhiều mới hết, nhưng bình thường không thể hết được. Rồi, nén nó chặt xuống coi nhé. Đây, một tay cầm máy quay, một tay quay anh em xem mà nó cũng hơi rung rung đấy. Này kẻ nấu đầy đẹp. Rồi, nén chặt xuống, bây giờ cho cái túi bóng. Đấy, các bác nhìn nhớ là đậy túi bóng, đậy cho đỡ liếu nha. Nếu mà anh em mà kiểu như anh em lấy đầy, nấu đầy hết trên đây thì các bác đậy nắp vào cái là ok ngay. Còn nếu mà anh em mà nấu nó ít ấy, cảm giác nó ít ấy, thì các bác khi nấu xong các bác phủ cái túi bóng này nhá. Không cần tránh cái trường hợp vào cái lớp không khí ở bên trên quá. Nước không khí rỗng ấy, sau này nó sẽ làm ảnh hưởng mồi, sẽ làm hỏng mồi đấy. Đấy, em đi câu thầm này. Đậy kín này. Rồi, cho nắp vào ủ anh em nhé. Đấy, bây giờ cái thời tiết mà trời cứ ấm ấm đều đều ấy, kiểu trời cứ nóng nóng khoảng ba mấy độ trở lên thì anh em cứ ủ khoảng 5 ngày là ok. Còn thời tiết mà trời nó kiểu se se lạnh cứ ủ 7 ngày. Đó, ủ 7 ngày. Rồi, giờ anh em mang nó phơi nắng các bác nhá. Đó, và bây giờ em sẽ để phơi ở kia các bác nhá. Phơi trong vòng khoảng 5 ngày. Trời này chỉ phơi nắng khoảng 5 ngày là ok. Vâng, và rồi thời gian đã trôi qua các bác, hôm nay là ngày thứ bảy các bác. Nay mủ nét ra định làm video các bác từ ngày thứ năm cơ, nhưng mà nay bận công việc quá, ngày thứ bảy thì mới làm tiếp rồi các bác. Đây là cái cắm gạo các bác nhá. Không biết nhiều bác có biết không, ở nhiều thành phố này cái món này nó khó kiếm, ở quê thì nhiều. Đây các bác này, cái cắm gạo này các bác không phải là nó xay từ hạt gạo đâu nhá, có nghĩa là cái cắm này mà khi người ta sát thóc ấy, sát thóc để tách vỏ chấu ra khỏi hạt gạo thì nó sẽ có phần lớp mịn mịn này. Cái lớp này là phần cái vỏ chấu được nghiền nhỏ các bạn, để vỏ chấu được nghiền nhỏ đấy. Đó, cái này rất là thơm. Cái này anh em đi câu lúa đồng có cái rang đáp xuống lúa đồng ăn bụi mù ấy. Đó, thì bây giờ sẽ trộn với lại cái mồi ủ của mình. Này tèn tèn, chúng ta giờ sẽ bóc lớp mồi ủ sau 7 ngày này. Ui trời. Ui đây anh em nhìn nó đã chín nhão rồi con này. Đó. Ui rồi em thật, bác đang bỏ đang ngửi yết mùi tương luôn. Cả làng người thấy. Thế nó rớt đây mùi rã man các bạn. Đấy các bạn nhìn này. Đấy, bác, mùi nó rất là nhão các bạn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cho cắm gạo vào. Cái cắm gạo này anh em cứ cho một lượng vừa đủ nhá. Bình thường như một cân thì sẽ cho 0,2 gram, gọi là 2 lạng đấy. 2 gram, gọi là 2 lạng. Để vào nó thấm đều, nó thấm đều cho nó khô, mồi nó khô đều rẻ vào được. Đó. Gạo đều từ trên xuống dưới. Rồi, cái này ok anh em. Đấy, này đảo sau các bác nhé, đảo sau cho mồi nó cứ ẩm ẩm mà được. Các bác đừng khô quá hỏng mồi đấy. Mà nhão quá thì không được, cứ cho lượng cắm gạo mà làm sao để cho mồi nó vẫn ẩm ẩm là ok. Đấy, rồi bắt đầu như thế này thì bắt đầu từ ngày mai anh em có thể đánh luôn này. Từ ngày mai các bác bóc ra nhé, xong các bác cho thêm cái cắm gà vào đấy để phối bóp mồi nào thì đánh được ngay.
Đó, như vậy là xong cái quy trình ủ chua anh em nhé. Còn đối với từng loại cá thì các bác có thể là phối thêm ít hoa quả, gần như các bác chỉ cần cho thêm quả chuối, cho quả chuối bông ủ chua mà cho tí cắm gà bột mì vào để cho mùi nó khô và dẻo là các bác đánh đi rất là ok rồi. Đấy, bài mùi nó cực kỳ đơn giản, dễ làm, nguyên liệu lại rẻ tiền mà cá lại nên đều đi câu không được sợ máu các bạn. Đây gọi là bài mùi thần thánh, quá thần thánh. Đó. Và anh em chú ý là khi mình bảo quản nhé, các bác có thể là chia túi nhỏ ra, các chia từng túi nhỏ ra xong rồi các bác bảo quản mỗi lần đi câu hết tầm bao nhiêu thì bác chỉ chia túi từng đấy nhá. Mỗi ngày đi một ổ như này thì mình chỉ cần một ổ thế là ok. Còn nếu mà các bác mà không chia túi, các bác muốn để cả hũ để đánh thì khi mỗi lần các bác múc ra nhé thì các bác phải cho cái túi bóng này xuống nhá. Như anh em lấy mồi ra thì lớp bên không khí bên trên nó rất là nhiều, mà các bác cứ để nó nhiều không khí vậy nó hỏng mồi ngay, nó sẽ bị múc cái đám bên trên các bạn. Đấy, nó mốc có thối cái đám bên trên. Đó, thì anh em nhớ phải đậy kín túi bóng này vào. Đó nhá, đậy kín túi bóng này vào. Xong rồi mình lại đậy nắp lên. Đó. Đảm bảo như vậy các bác, mà đậy kín như vậy các bác đánh cả vài năm. Mùi đè càng lâu đánh càng nhạy các bạn. Nó như kiểu rượu anh em để càng lâu uống càng êm càng sướng ấy. Mùi này nó y hệt vậy luôn. Mình cứ để càng lâu bắt đầu cái mùi nồng này, mùi cay của nó càng giảm dần đi. Nó càng êm đi thì đánh cực kỳ nhạy luôn. Đó là quy trình từ đầu đến đuôi. Gần như là em chia sẻ cho anh em hết tất cả những cái gì mà nó quý giá nhất của bài mồi này. Bài mồi này thì nói chung là đơn giản, hiệu quả, rẻ tiền. Chúc anh em thành công. Đó là hũ mồi. Bây giờ khi hũ mồi đã được thì anh em cứ bảo quản nơi râm mát là được nhé. Đấy, cứ để chỗ nơi râm mát là được. Thế là ok. Anh em nhìn nó mút chưa? Cay tăm nên sợ thật. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Chắc rồi anh em ơi. Mày lên đây. Mày lên đây. Đây rồi. Đây rồi anh em ơi. Đây rồi. Chắc rồi anh em ơi. Mày lên đây. Mày lên đây. Rồi, thì anh bảo rồi, mùi chuối của anh thì chúng mày chỉ có lên chép thôi. Mày lên ngay đây không? Nhấc bóng cần. Anh em thấy chuối của em chỉ lên chép thôi. Kinh tởm chưa? Giờ tốc độ này cần khỏe, nhấc bóng này lên luôn. Còn chép đầu tiên. Nằm yên.